bà harris sẽ có đủ phiếu để thay ông biden trở thành ứng cử viên tổng thống bất ngờ trước nỗ lực viện trợ mới nhất của đức cho ukraina nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của ukraina các phe phái palestine nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc mỹ nhật bản tổ chức đối thoại an ninh Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bà Harris đủ số đại biểu để trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ. Theo thông tin mới nhất từ Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đảm bảo đủ số đại biểu để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ để đối đầu với Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống trong ngày đầu tiên tham gia cuộc đua Tổng thống, sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử và nhanh chóng tán thành phó Tổng thống của mình. Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của các quan chức chủ chốt của Đảng Dân Chủ, thu về số tiền quyên góp kỷ lục cho chiến dịch tranh cử và giành được đa số trong số đại biểu. Đến tối thứ Hai, ngày 22 tháng 7, hơn 24 giờ sau khi tham gia cuộc đua, Harris đã nhận được sự ủng hộ của hơn 1.976 đại biểu cần có để giành được đề cử trong vòng bỏ phiếu đầu tiên giữa các đại biểu Đảng Dân Chủ. Theo một cuộc khảo sát của Associates Press, các đại biểu của Đảng Dân Chủ sẽ chính thức bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng ở Chicago vào tháng tới. Harris đã đến thăm trụ sở chiến dịch tranh cử Biden hiện nay ở Delaware vào chiều thứ hai để chào đón các nhân viên chiến dịch và những người ủng hộ, đồng thời phát thảo tầm nhìn của bà trong vài tháng vận động tranh cử tiếp theo, phần lớn lấy từ chương trình nghị sự của chiến dịch Biden. Chiến dịch này đã thu hút được hơn 81 triệu đô la tiền quyên góp trong vòng 24 giờ kể từ khi phát động bà cũng sẽ kế thừa chiếc dương chiến dịch tranh cử khổng lồ của ông Biden để lại. Theo chiến dịch, hơn 28.000 người cũng đã ký làm tình nguyện viên lần đầu tiên sau khi ông Biden rời cuộc đua và ủng hộ Harris. Bà có kế hoạch đi khắp đất nước để nói chuyện với người Mỹ về mọi thứ đang gặp nguy hiểm và hoàn toàn có ý định đoàn kết đảng của chúng ta, đoàn kết đất nước của chúng ta và đánh bại Donald Trump vào tháng 11. Ngày 22 tháng 7, trong phiên điều trần căng thẳng tại Hạ viện, các nhà lập pháp hai đảng yêu cầu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Tristow từ chức sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, Guardian đưa tin tại phiên điều trần. Bà Tristow thừa nhận Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thất bại khi để cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Bà Tristo phát biểu trước Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ, với tư cách là người đứng đầu cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ sai sót an ninh nào của cơ quan chúng tôi. Bà chia sẻ thêm, chúng tôi đang hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra, chúng tôi đang tìm hiểu những gì xảy ra và sẽ dốc sức để đảm bảo không để sự việc tương tự hôm 13 tháng 7 tái diễn. Bà Tristo cũng tiết lộ, một chi tiết gây sốc khi thừa nhận rằng các đặc vụ đã được thông báo về một người đáng ngờ tại cuộc meeting của ông Trump từ 2 đến 5 lần trước khi nghi phạm nổ súng, hạ nghị sĩ James Comer, người đứng đầu Ủy ban Điều tra mô tả vụ ám sát như một khoảnh khắc kinh hoàng trong lịch sử Mỹ, và yêu cầu Batisto tự chức. Ông Comer khẳng định, dù hiểu rằng các đặc vụ phải làm việc dưới áp lực lớn thảm họa này vốn dĩ có thể bị ngăn chặn và tôi tin rằng Batisto nên tự chức. Các nhà lập pháp cũng yêu cầu bà Tristo giải thích lý do để xảy ra sự cố an ninh. Tuy nhiên, vị giám đốc đã tránh trả lời nhiều câu hỏi, nhắc lại vụ ám sát vẫn đang trong quá trình điều tra. Khi bà Tristo trả lời không thể xác định có bao nhiêu đặc vụ được giao trách nhiệm bảo vệ ông Trump vào ngày xảy ra vụ việc, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene gây gắt chất vấn, vậy bà ở đây để làm gì? Bà Tristo đã phủ nhận những cáo buộc rằng cơ quan mật vụ Mỹ từ chối yêu cầu tăng cường an ninh hôm 13 tháng 7 từ chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà khẳng định nguồn lực được yêu cầu ngày hôm đó đã được đáp ứng. Tuy nhiên, bà Tristo không đưa ra câu trả lời rõ ràng khi nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan chất vấn liệu cơ quan mật vụ Mỹ có từ chối các yêu cầu tăng cường an ninh trước đó tại sự kiện trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Nghị sĩ Cộng hòa Nancy Smith cũng thẳng thắn chỉ trích. Hôm nay bà nói toàn những lời dối trả. Bất ngờ trước nỗ lực viện trợ mới nhất của Đức cho Ukraine, Tiếp theo là những diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến giữa Nga cùng Ukraine. Chính phủ Đức đã chính thức quyết định tặng 6 trực thăng Westland VKS-61 Sea King MK-41 cho Ukraine. Những chiếc trực thăng này sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ SR, tìm kiếm và cứu nạn từ Ukraine. Sau khi Đức đưa ra quyết định trên, thì Na Uy cũng cam kết sẽ cung cấp phụ tùng thay thế cho những chiếc trực thăng này. Vào ngày 25 tháng 1, Bộ Quốc phòng Đức đã thông báo rằng nước này sẽ cung cấp 6 trực thăng hải quân si kinh cho Ukraine vào cuối năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tiết lộ quyết định này trong khuôn khổ nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG. Cuộc họp gần nhất của nhóm diễn ra trực tuyến vào ngày 23 tháng 1, được gọi là nhóm Ramstein. UDCG là nỗ lực phối hợp đa quốc gia nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để củng cố khả năng phòng thủ của Kiev trước những hoạt động quân sự của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 trong bài phát biểu của mình bộ trưởng pistorius tuyên bố kinh là một chiếc trực thăng đã được chứng minh là rất hiệu quả trong các hoạt động thực tế nó sẽ hỗ trợ ukraina trong nhiều lĩnh vực bao gồm trinh sát trên biển đen và vận chuyển binh sĩ đáng chú ý đây là lần đầu tiên đức chuyển giao phương tiện này đánh dấu nỗ lực mới của quốc gia này trong viện trợ vũ khí cho ukraina từ khi xung đột toàn diện nổ ra đức chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các hệ thống phòng không và các phương tiện chiến đấu trên bộ như xe tăng xe bọc thép Ngày 22 tháng 7, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky cho biết các lực lượng của Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dồn dập để cố gắng tiến về thị trấn Pokrov, một trung tâm hậu cần ở phía đông trong khi giao tranh vẫn diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến. Gần 29 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tăng cường nỗ lực huy động binh lính để khắc phục tình trạng thiếu hụt lực lượng, cũng như tăng cường nguồn cung đạn pháo từ phương Tây, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công. Thượng tướng Oleksandr Stisky cho hay trong một thông báo, đối phương không chú ý đến mức độ tổn thất khá cao và tiếp tục tiến về phía Pokrov. Theo các bản đồ chiến trường, tin báo nguồn mở, Pokrov nằm cách khu vực Nga kiểm soát chưa đầy 25 km và nằm ở nút giao giữa đường bộ với đường sắt khiến cho nó trở thành một vị trí hậu cần quan trọng với quân đội và dân thường ở phía đông. Ông Stisky chia sẻ, các hoạt động chiến đấu tích cực ở các mức độ khác nhau đang diễn ra dọc tiền tuyến, đồng thời cho biết các lực lượng của Nga đang cố gắng giành được các hòn đảo bãi bồi gần thành phố Kherson ở phía nam Ukraine. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, giao tranh ác liệt cũng diễn ra gần các ngôi làng và thị trấn ở phía đông, trong đó có Krasnohobrovska và Chasovya, một thị trấn chiến lược trên đỉnh đồi mà nếu chiếm được Nga sẽ tiến gần hơn việc đe dọa các thành phố quan trọng ở khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát. Nga đã tiến hành 39 cuộc tấn công vào Bokrok trong 24 giờ qua và tổng cộng 117 cuộc tấn công dọc toàn bộ tiền tuyến. Các lực lượng của Moscow đã chiếm được hai ngôi làng ở phía đông cuối tuần qua. Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, mặc dù quân đội Ukraine đã suy yếu và chứng kiến những bước lùi trong năm nay, trong khi Nga không ngừng tấn công và gia tăng sức ép, nhưng theo Reuters, tiến triển của Moscow vẫn khá chậm. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ước tính Nga đã kiểm soát 17,68% lãnh thổ Ukraine, so với con số 17,61% ngày 1 tháng 1 năm 2024. Một quan chức cao cấp của NATO tháng này cho biết, Nga thiếu đạn dược và binh lính để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Ukraine và sẽ cần đảm bảo nguồn cung đạn dược đáng kể từ các nước khác ngoài những gì nước này hiện có để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Nga đã không kích dồn dập vào hệ thống điện của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên ở nước này. Trong khi đó, Ukraine sử dụng UAV sản xuất nội địa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga và đã thực hiện một cuộc tấn công lớn gần đây làm hư hại nhà máy lọc dầu Tupse lớn nhất Biển Đen của Nga. Trong một thông báo, ông Seki khẳng định Kiev cần tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các lực lượng của Nga, giữa bối cảnh các quan chức Ukraine kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Moscow cảnh báo, việc sử dụng vũ khí phương Tây nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga có thể gây ra một mức độ đối đầu mới. Ukraine cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa phòng không để đẩy lùi các UAV trên sát của Nga và phải dựa vào các UAV cũng như các hệ thống tác chiến điện tử khác để phòng thủ. Bình sĩ Ukraine học cách bắn tên lửa bay nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Hãng Brabda cho biết, lực lượng vũ trang Anh đang huấn luyện các tân binh Ukraine cách sử dụng hệ thống phòng không Starcheck. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, khoa huấn luyện sẽ giúp các tân binh Ukraine học cách bảo vệ bầu trời trước các máy bay Nga. Bộ Tổng tham mưu viết trên Facebook, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của anh starcheck là hệ thống phòng không vác vai của anh một hệ thống di động tầm ngắn được tối ưu hóa để phòng vệ trước các mối đe dọa trên không tên lửa starcheck di chuyển với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh và có thể bắn trúng mục tiêu nhiều lần bằng hệ thống đạn giống như ba chiếc phi tiêu chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác tại palestine các phe phái đã cam kết thành lập một nhà nước palestine độc lập với thủ đô là jerusalem và bảo đảm sự hồi hương của người tị nạn Palestine theo nghị quyết 194 của Liên Hợp Quốc. Báo chí Israel cho biết ngày 2 tháng 7, trong cuộc họp được tổ chức tại Bắc Kinh dưới sự bảo trợ của Trung Quốc, các phe phái Palestine đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm tất cả các phe phái chính trị. Trong tuyên bố đưa ra khi kết thúc cuộc họp, đại diện các phe phái Palestine đã nhất trí thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc lâm thời và thống nhất các thể chế ở bờ Tây và giải Gaza. Khởi động Công cuộc tái thiết giải Gaza và chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất có thể. Các phe phái cam kết thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Jerusalem và bảo đảm sự hồi hương của người tị nạn Palestine theo nghị quyết 194 của Liên hợp quốc ban hành năm 1948. Hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 với sự tham gia của 14 phe phái Palestine, trong đó có Fatah tổ chức điều hành chính quyền Palestine hiện nay, các phong trào Hồi giáo Hamas và thánh chiến Hồi giáo. 70 người thiệt mạng tại Gaza do Israel không kích Ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế tại Gaza do lực lượng vũ trang Hamas điều hành cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza, đã khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trong ngày 22 tháng 7, quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán đối với vùng phía đông Khan Yunis của khu vực nhân đạo Al-Mawasi, nằm tại phía nam gaza để truy lùng các chiến binh hamas đang lẩn trốn tại đó lệnh sơ tán này khiến hàng nghìn người palestine phải chạy trốn trong đó bao gồm cả những người đã di chuyển nơi ở nhiều lần liên tục trả lời ap một người dân palestine mang tên khulu al dadas cho biết chúng tôi không biết mình đang đi đâu đây là lần thứ bảy hoặc thứ tám chúng tôi phải di rời khi chúng tôi đang ngủ trong nhà thì họ bắt đầu bắn vào chúng tôi ném bom từ khắp nơi trong khi đó ông hassan qd một người dân palestine trả lời AFP TV rằng ông cùng gia đình đã phải chạy trốn trong sợ hãi. Ông cho biết ông cùng gia đình sống trong an toàn được khoảng một tháng chỉ để tiếp tục gặp phải tình cảnh đạn pháo, truyền đơn cảnh báo và các liệt sĩ trên đường phố. Ông chia sẻ đây đã là lần thứ 14 hoặc 15 gia đình ông phải di chuyển nơi trú ẩn trong vòng 10 tháng chiến sự. Cũng trong ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế Gaza đã báo cáo rằng do các cuộc tấn công của quân đội Israel ở tỉnh Khan Yunis từ sáng sớm nay cho đến nay, 70 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Quân đội Israel không đưa ra bình luận về con số thương vong. Tuy nhiên cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu và xe tăng của Israel đã tấn công và tiêu diệt những kẻ khủng bố trong khu vực. Các mục tiêu được nhắm vào bao gồm hơn 30 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hamas ở Khan Yunis, cơ sở lưu trữ vũ khí, trạm quan sát, hầm và các công trình được lực lượng này sử dụng. Cuộc tấn công này xảy ra khoảng 9 ngày sau khi Bộ Y tế Gaza cho biết chín hai người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào Al-Mawasi nhằm tiêu diệt một chỉ huy các lực lượng Hamas. Trước đây vào cuối tháng 6, ông Netanyahu cho biết cuộc chiến đang ở giai đoạn căng thẳng và sắp kết thúc. Trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, các nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin tù nhân đang ghi nhận rất ít tiến bộ, bất chấp nỗ lực của Ai Cập, Qatar và Mỹ. Ngay trong ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực tìm ra giải pháp trong những tháng cuối cùng tại nhiệm. Ông nhấn mạnh, tôi sẽ hợp tác rất chặt chẽ với Israel và Palestine để chấm dứt chiến tranh, đạt được hòa bình ở Trung Đông và trao trả các con tin. Theo một thống kê của AFP dựa trên số liệu của Israel, xung đột bắt đầu ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam nước này khiến 1.197 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường. Các chiến binh Hamas cũng bắt giữ 251 con tin, 116 người trong số đó vẫn còn ở Gaza. Kể từ đó, các chiến dịch tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 39.000 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng, theo dữ liệu từ Bộ Y tế ở Gaza do Hamas điều hành. Cuộc giao tranh không ngừng nghỉ cũng đẩy Gaza vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York trong thông điệp được đưa ra nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người 30 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Guterres tuyên bố buôn người là một tội ác khủng khiếp nhằm vào những người dễ bị tổn thương trong xã hội chúng ta cần tập trung bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất đó là trẻ em theo người đứng đầu liên hợp quốc trẻ em chiếm một phần ba số nạn nhân của buôn người cũng như phải đối mặt với tình trạng lạm dụng kinh hoàng như bị ép buộc lao động bị bán làm cô dâu phải đi lính hay buộc phải tham gia các hoạt động phạm pháp tổng thư ký liên hợp quốc guterres kêu gọi chính phủ các nước xã hội dân sự và khu vực tư nhân trong đó có các công ty công nghệ tăng cường các nỗ lực và hợp tác để không có trẻ em nào trở thành nạn nhân và không có kẻ buôn người nào thoát khỏi sự trừng phạt đồng thời tái khẳng định các cam kết của chúng ta về một tương lai trong đó mọi trẻ em đều được an toàn và tự do theo liên hợp quốc tình trạng bất bình đẳng gia tăng và toàn cầu hóa là nguyên nhân hình thành các mạng lưới buôn người tinh vi thách thức các khuôn khổ pháp lý truyền thống tạo ra các hình thái nô lệ kiểu mới các nền tảng trực tiến khiến trẻ em dễ bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực giới và tạo sơ hở để những kẻ buôn người nhắm tới các nạn nhân ở nước khác. Thống tướng làm quyền Tổng thống Myanmar, cuối chương trình sẽ là những tin tức liên quan đến tình hình chính trị, quân sự tại châu Á. Thống tướng Min Aung Hlaing được chỉ định làm quyền Tổng thống Myanmar, thay thế ông Myint In -Swe xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe. Thông báo của quân đội Myanmar được phát trên kênh truyền hình nhà nước MRTV hôm 22 tháng 7 cho biết, quyền Tổng thống Mi in đã xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe và đã chuyển giao nhiệm vụ cho Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Thông báo nêu rõ, Tổng tướng Min Aung Hlaing sẽ thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng thống để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia khi cần thiết trong thời gian ông Mi in nghỉ phép vì lý do sức khỏe. Thông báo này được đưa ra khoảng một tuần trước khi chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn ban bố sau cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021 trong một diễn biến bất ngờ máy bay không người lái quyên long do trung quốc sản xuất dường như đang trên đường đến libya đã bị chính quyền italia tịch thu ngoài khơi bờ biển miền nam nước này những chiếc máy bay không người lái đã được tháo rời và đựng trong các thùng được đánh dấu là chứa các bộ phận của bin gió dường như đây là một nỗ lực nhằm trốn tránh lệnh cấm vận vũ khí của liên hợp quốc áp đặt đối với libya để chuyển chúng tới tay của tướng khalifa Haftar, chỉ huy của quân đội quốc gia libya các quan chức Italia đã tịch thu 3 container chứa đầy vũ khí bao gồm cả máy bay không người lái và hai trạm điều khiển UAV tại cảng Gioita Toro miền nam nước này vào ngày 18 tháng 6, The Time of London mới đây đưa tin. Theo The Guardian các container bị tịch thu sau khi được dỡ khỏi tàu chở hàng MSC Arena, con tàu này đến từ Trung Quốc, có vẻ như kế hoạch là chuyển những container đó lên một tàu khác sau đó sẽ thực hiện chuyến đi đến Spahazi ở Libya. Trong khi đó, vào cuối tuần trước, các nhà điều tra Italia đã thu giữ thêm 3 container nghi vấn được đưa đến cùng cảng trên một tàu chở hàng khác. Cơ quan điều tra Italia cho biết các bộ phận máy bay không người lái đã được đặt bên trong lớp phủ bảo vệ cùng loại, được sử dụng để vận chuyển cánh cho vinh gió. Rõ ràng, đây là một nỗ lực rất có chủ đích nhằm ngụy trang các thiết bị quân sự này thành hàng hóa dân sự. Người nhận đơn hàng này rất có thể là tướng Habstar, ông đã nắm giữ quyền lực. Ở phía đông của đất nước kể từ khi xảy ra đảo chính lật đổ chính quyền của cố tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011, kể từ đó lực lượng của Haftar đã xảy ra nội chiến với lực lượng chính phủ Hiệp định quốc gia (GNA). Mỹ Nhật Bản tổ chức đối thoại an ninh, ngày 28 tháng 7 tới đây, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nhật Bản sẽ tham dự đối thoại an ninh giữa hai nước. Sự kiện là nỗ lực nhằm thúc đẩy điều mà tổng thống Mỹ Joe Biden gọi là sự nâng cấp lịch sử mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Nội dung đối thoại sẽ bao gồm răn đe mở rộng, một thuật ngữ được sử dụng nhằm mô tả cam kết của Mỹ sử dụng các lực lượng hạt nhân và thông thường để răn đe các cuộc tấn công nhằm tới các đồng minh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ chủ trì một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Joko Kamikawa, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ có các cuộc gặp ba bên với các đối tác từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Mỹ và Nhật Bản tháng 4 vừa qua đã công bố một loạt các sáng kiến nhằm củng cố quan hệ song phương trong nỗ lực nâng cấp quan hệ đồng minh vốn được thiết lập từ năm 1951. Các sáng kiến này nhằm củng cố hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cấp các cơ sở chỉ huy quân sự để cải thiện các hoạt động phối hợp trong bối cảnh hai nước tìm cách dàn đe các mối đe dọa khu vực từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.